xin chào chị Lê Vân. Hôm nay có dịp là Phước Sửu ghé đến khu Nam Sài Gòn, ghé đến một cái giảng rất đặc biệt mà chị Lê Vân sắp giới thiệu cho Phước Sửu. Thì được biết chị Lê Vân là cũng hoạt động trong nghề môi giới cũng được hơn 10 năm rồi không chị? Cũng bán rất là nhiều dòng sản phẩm, và điều đặc biệt là chị Lê Vân là một cái chuyên viên tư vấn những cái căn hộ cao cấp tại khu Nam. Thì gần đây là em cũng là một cái chuyên viên tư vấn bất động sản, nhưng mà em nghe nói là có thông tin về một cái dự án tên là Sentosa. Thì khách hàng của em nè, ngay chợ chính em cũng thắc mắc tại sao một những cái căn hộ gọi là 13 năm rồi không có thể hình thành mà bây giờ gọi là được hồi sinh. Thì chị có thể nói cho em biết được là cái dự án này ở đâu và do tập đoàn nào hồi sinh nó được hay không chị? Thì dự án The Grand Sentosa nó tọa lạc ngay cái vị trí của giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ. Thì hiện tại nó đang được hồi sinh bởi đơn vị phát triển là Novaland. Thì cái dự án này mặc dù là đã đứng 13 năm rồi, nhưng mà với kỳ vọng là lần này chủ đầu tư Novaland sẽ phát triển thành công cái dự án này, hồi sinh lại phải không chị? Đúng rồi. Em nghe nói là hồi sinh là em nghe cũng rất là hấp dẫn, bởi vì nó là một cái dự án rất là đẹp, nó là tâm điểm của cái nhà bè và quận 7. Bởi vì khi mà từ quận 7 mình bước sang nhà bè là gặp ngay cái dự án liền luôn. Một dự án em thấy rất là đẹp chị ạ. Gần như là ba mặt giáp con đường này, gần như là mặt tiền Nguyễn Văn Linh luôn nè, mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ và mặt tiền chị Lê Văn Lương luôn. Gần Lê Văn Lương luôn già, và một cái con đường mà bắt ngang từ đường Nguyễn Hữu Thọ sang Lê Văn Lương nữa là gần như là bốn mặt đường luôn chị ạ. Đó. Đặc biệt nữa là dự án có hai mặt giáp sông nữa. Đó, nên là cái vị trí này là cực đắc địa luôn. Nhưng mà chị Lê Vân với Phước Sửu đi để cảm nhận thấy được cái dự án này có khả năng hình thành hay không, mà trong khi là ở đây là những cái lốc căn hộ này chị Lê Vân nó đã xây dựng 13 năm rồi. Và liệu chị Lê Vân có nghĩ là đây là nó đã xuống cấp rồi, mà khi khách hàng mua vào ở như vậy đó thì nó có ảnh hưởng gì đến kết cấu về xây dựng hoặc là sau này mình sử dụng hay không chị Lê Vân? Thật ra là khi một kiến trúc sư họ thiết kế lên một dự án thì không thể nào là chỉ trong vòng vài năm mà cái được. Rồi, nói như chị Lê Vân á, là nó rất là khó xuống cấp, bởi vì là kết cấu xây dựng vẫn là có một cái thiết kế rất là chắc, vững chắc rồi không chị? Đúng rồi. Thì giống như Phước Sửu đang với chị Lê Vân đang đứng là ở đây là gần như hoàn thành xong phần thô rồi. Có một số lốc là gần như đạo ốp kiến luôn rồi, và gọi là sơn chép vữa rồi, có những lốc là đã gọi là hoàn thiện như là mặt ngoài luôn rồi phải không chị? Đúng rồi. Thì nói như chị Lê Vân cũng đúng là coi như là nó cũng giảm một phần gọi là xuống cấp của dự án, và coi như là cũng đảm bảo được cái công trình thi công và cái tiến độ như vậy là cũng có thể là đem đến cho sự khách hàng sự yên tâm. Và nghe mọi người đang có nói là Tài Nguyên là một cái công ty rất là đợt vừa rồi là phát triển dự án này rất là rầm rộ và cái kết cấu xây dựng rất là tốt. Sau khi mà hoàn trả cho khách hàng và trả những cái phần vốn góp và phần lãi thì dự án này là cũng khách hàng cũng rất là yên tâm và không có ai phàn nàn phải không chị? Đúng rồi. Đấy. Thì đó là cũng là một cái tâm điểm để cho khách hàng yên tâm hơn về cái chủ đầu tư trước. Và một cái điều đặc biệt là một cái tập đoàn mới, tập đoàn Novaland phát triển dự án này, thì nghe đâu là sắp tới mình không cần đi Singapore nữa chị Lê Vân, mà mình có thể tới Sentosa để mình trải nghiệm tất cả những cái tiện ích ở tại Sentosa. Thì chị Vân có thể là nói sơ qua về những cái tiện ích mà Sentosa gọi là đang dần hình thành tại khu Nam Sài Gòn được hay không? Cái tiện ích đặc biệt nhất của cái dự án Sentosa này là nằm ngay cái vị trí bến thuyền. Bến thuyền chị ha? Bến thuyền. Và ở đây cũng có khu nhặt nước luôn. À, cách đây 2 năm đó chị. Cách đây 2 năm em nhớ không lầm là em có qua đây em xem nhặt nước rồi, có phải chỗ này không chị? Đúng rồi, đúng. Là tại dự án này luôn phải không? Với cộng thêm với hồ bơi với những tổng diện tích là hơn 2.000 mét vuông. Đó, cực lớn. Thì có thể nói đây là một cái dự án đặc biệt tại khu vực Nhà Bè mà trước giờ chưa có dự án nào có. Nên là chị nghĩ là ở cái thời điểm này dự án Grand Sentosa xuất hiện rất là phù hợp và hợp lý nữa. Chị ơi, em đang thắc mắc rất là nhiều căn hộ. Ngay cả em là một cư dân sắp tới của dự án Seleta,
Thì bây giờ cho em hỏi là vấn đề về cái chỗ bãi đậu xe, thì đối với cái dự án này có đáp ứng được cho cư dân là cái bãi đậu xe cho tất cả cư dân và khi mà những khách hàng tới đây tham quan những cái show nhạc hay không? Được chứ, tại vì dự án của chúng ta là được thiết kế tới 2 tầng hầm, mà tất cả các lốc đều thông nhau hết luôn. Đó, nên là đương nhiên là sẽ đảm bảo được là mỗi một căn hộ có một chỗ đậu xe rồi. Rồi, nghe đâu là lên đến 8.000 mét vuông gọi là diện tích bãi đậu xe phải không? 80.000 mét vuông luôn hả chị? Như vậy là con số và cái diện tích mà gọi là bãi đậu xe khá nhiều. Nên là không có gọi là phải suy nghĩ về cái vấn đề này. Chị Lê Văn ơi, một cái dạng rất là đặc biệt, nhưng mà Phước Sửu khi mà đi qua đây á, vào buổi chiều đó chị Lê Văn, thì nó sẽ bị kẹt xe ngay cái chỗ Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Và cái dọc theo cái đường Nguyễn Hữu Thọ nó chưa mở rộng, nên buổi chiều xe rất là nhiều. Và đặc biệt á, là xe container đó chị. Thì khu Nam sắp tới có những cái công trình nào mà để hạn chế được cái vấn đề này hay không chị ạ? Thì hiện tại chúng ta cũng đã thấy là cái giao lộ của giữa Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ sắp tới sẽ được thông xe rồi. Cái hầm chui phải không chị? Em thấy nó đang làm đó. Đúng rồi. Thứ hai nữa là cái tuyến metro số 4 á, trong tương lai nó cũng sắp phải khởi công, chuẩn bị khởi công rồi. Nên là thêm hai cái yếu tố đó thì nó cũng giúp giảm bớt cái tình trạng kẹt xe. Còn xe container thì biết sao không? Tại vì hiện tại á, những cái cảng ngay tại khu quận 7 á, khu Tân Thuận á, thì sẽ được dời về cảng Hiệp Phước rồi. Sẽ dời tất cả các cảng về Hiệp Phước. Đúng rồi. Thì cái tuyến đường Vành Đai 3, tuyến đường Vành Đai 3 thì ngày mai mốt là cái xe container nó sẽ đi về bên hướng đó, thì nó cũng sẽ giải quyết được bớt cái tình trạng ủng tắc giao thông ở cái khu vực này. Nên là khi mà khách hàng mua ở đây cũng sẽ yên tâm, vì trong tương lai cái tình trạng giao thông nó cũng được thông thoáng hơn á. Rồi, vậy là nói như chị Lê Vân là đã gỡ rối cho Phước Sửu và những khách hàng của Phước Sửu đang quan tâm. Thứ nhất là tình trạng kẹt xe của khu Nam nó sẽ biến mất đi và nó không còn nữa khi mà những cái cơ sở hạ tầng tại khu Nam nó đang gọi là phát triển. Và cái một cái điều đặc biệt là một cái tâm điểm, một cái dự án gọi là có 102 ở tại khu Nam, đó là Grand Sentosa theo một cái là phong cách thiết kế của Singapore, là chuẩn là một công viên Sentosa gọi là rất là nổi tiếng tại Singapore phải không? Và cái thứ ba là một cái vị trí gọi là rất là mát mẻ, gọi là quanh năm là mát mẻ luôn, bởi vì là hai mặt giáp sông và đây là những con sông lớn phải không chị? Đúng rồi, sông lớn. Làm cho Sentosa trở nên một cái bức tranh sinh động và gọi là rất là đẹp và một trong một cái khu đô thị ở đây. Và có một cái điều Phước Sửu đang chọn và đặt mua những cái sản phẩm tại cung đường Nguyễn Hữu Thọ, bởi vì dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ là không hề có nhà dân luôn chị. Dọc theo đây là nó là những cái dự án thôi, và những dự án là hình thành lên rất là đẹp. Và Phú Long nó đang gọi là ví cái con đường Nguyễn Hữu Thọ giống như là một thành phố rồng, gọi là thành phố rồng, bởi vì nó trải dài hơn chục cây số, và từ cái vị trí này để đi đến một cái cao tốc Bến Lức Long Thành là tầm khoảng hơn 10 cây số, mình có thể di chuyển về miền Trung và miền Tây phải không chị? Đúng rồi. Thì với cái vị trí như vậy thì chị có thể nói sơ qua một vài cái sản phẩm mà của Sentosa sắp tới đang triển khai được hay không? Ở đây là có những cái loại hình sản phẩm nào? Loại hình sản phẩm của bên The Grand Sentosa gồm những cái căn hộ, rồi shop house, penthouse và khách sạn 5 sao. Đó. Thì cái loại căn hộ một phòng ngủ á, nó sẽ gồm diện tích từ 42 cho đến 50 mét vuông. Hai phòng ngủ thì nó sẽ gồm từ 58 đến 93 mét vuông, và ba phòng ngủ nó sẽ từ là 100 cho đến 145 mét vuông. Wow, nhiều ha. Rất là nhiều loại sản phẩm, mà nghe đâu Phước Sửu đang nói là có những hình thành những nơi khách sạn 5 sao trong cái khu đô thị này luôn phải không chị? Đúng rồi. Khi mà những khách hàng có nhu cầu á, thì đến đây nó sẽ cầu lại, vì là nó như một cái đảo quốc vậy đó. Cái dự án của mình nó giống như một đảo quốc. Rồi nó có tiện ích là gồm có bến thuyền, rồi khu nhạc nước nữa. Nó sẽ thu hút rất là nhiều khách về khách sạn ở đây. Quá nhiều sản phẩm và quá nhiều tiện ích và một cái vị trí kết nối vô cùng thuận tiện. Thì hãy alo cho Phước Sửu và chị Lê Vân để cho cung cấp cho mọi người nhiều cái thông tin về dự án. Đúng rồi, xin cảm ơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà.